Shop MC chuyên bán đồ chơi Minecraft chính hãng. Hãy truy cập để đặt hàng ngay. Website shopmc.vn. Hotline 0981058326. 0904568069. Facebook Shop Minecraft Việt Nam. Địa chỉ số 41 ngõ 1160, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Trời ơi trời, tôi đã mắc kẹt trong cái hang này đã khoảng thời gian dài rồi mọi người ơi. Giờ đến lúc mình phải đi ra thôi. Trời ơi, ủa ánh sáng, cuối cùng có ánh sáng rồi. À đây là đâu vậy? Chứ mình chung vô cái hang rồi mắc kẹt lâu quá. Ủa, mèo, mèo ơi, mèo làm gì vậy mèo? Mèo, mèo làm gì vậy? Sao quýnh tôi? Mèo làm gì vậy? Trời ơi, ông quýnh tôi làm mà sao? Mà mèo làm gì đây vậy? Chị đang ngồi chơi chứ làm gì, ở đuôi sao không? Trời ơi, ngồi chơi nữa chứ bộ. Ngồi chơi đây làm gì, ai làm cho mèo cái ghế đẹp quá vậy? Tôi tự làm đó, đẹp chứ. Ui, ai treo mấy con ma trang trí dễ thương quá vậy? Ờ, cái này là tôi tự treo luôn á. Ui, đã quá ha. Ui, có hộp thư nè, sao mèo không đọc? Ủa, có thư gì nè? Có thư rồi hả? Trời ơi, chắc giờ ngồi chơi thư mà giờ thư tới rồi không biết. Gửi đến Food VN, tôi là ông chủ của shop mc.vn. Shop của tôi vừa bị cướp bởi một con rồng kim cương rất đáng sợ trong Minecraft. Tôi hy vọng Red Food VN có thể giúp tôi lấy lại số kho báu mà con rồng kim cương đã đánh cắp. Phần thưởng là tất cả kho báu mà Red Food VN và team giành lại được từ con rồng kim cương trong Minecraft. Kho báu? Ủa mà con rồng nó nằm ở đâu mèo? Địa chỉ đi thẳng về phía bắc 500 dặm, bạn sẽ thấy một cái hang của con rồng kim cương. Hay quá mèo ơi, hay quá. Đây phần thưởng đó, rồi xong tôi sợ rồng kim cương, tôi không đánh với nó đâu. Thôi mèo mèo giờ muốn mà đi đánh với con rồng kim cương phải không? Giờ mình lấy chị Banda ra mình thử cho rồng kim cương ăn thịt đi mèo ơi. Chị Banda. Chúng ta có một bản đồ kho báu, chúng ta cần phải đi tìm. Chị Banda đi tìm với em không? Bản đồ kho báu vậy đi, trời kho báu ơi. Tôi phải đánh nó lắm mèo ơi. Cái kho báu này mình tìm được là mình được lấy hết luôn á. Ở đâu nữa, chị đâu có biết chỗ đâu. Tận rừng sâu của chị Banda. Đi về phía bắc 500 dặm, người ta nói vậy đó. 500 dặm là chúng ta sẽ tìm được kho báu. Trời ơi, có đi tìm kho báu chưa? Rồi, đi tìm kho báu mèo ơi. Bà cãi mèo ơi, đừng cho người ta lấy nữa mèo ơi. Cậu đi đâu hết? Tôi đi lại nhà chị Banda. Cái gì hả? Đập gỗ làm thuyền đi về 500 dặm là ra biển rồi. À vậy hả? Đập gỗ làm thuyền. Cây đúng rồi, cả đó. Rồi đó, tôi có 12 gỗ rồi nè. Toàn chế tạo tôi có luôn rồi nè mèo ơi. Rồi đó, chế tạo cái thuyền đi. Rồi tôi sẽ chế tạo cái thuyền cho mèo với tôi. Ủa, đi ha, cho chị Banda bơi theo. Đó, đi mèo ơi. Rồi được hai chiếc thuyền rồi chị Banda. Lên đường mèo ơi. Đi heo hút nè, đi heo hút nè, đừng đi theo mèo, theo mèo là mèo không biết chỗ đó đâu. Đây có quá trời mấy con mực hôi hám luôn. Ê, đừng có để hiền cho mấy con mực hôi hám. Nè, mèo lên mèo ơi. Lên. Rồi, bà Banda đây. À, rồi, lên mèo ơi. Đây. Đây. Bà treo mèo ơi, đừng có dẫn bà heo, bà dẫn bà heo bà giành đồ á. Mèo ơi tới rồi mèo ơi, cho tôi xin bộ giáp kim cương với kiếm kim cương của mèo đi. Đây, cho bộ giáp, chị Banda lấy giáp. Kho báu kim cương kìa chị Banda. Ơi trời ơi, á rồi, nó quánh từng bừng khói lửa luôn. Mày. Wow. Rồi, cái gì vậy? Kim cương. Wow, sáng quá. Trời luôn, con rồng nó bắt đầu chết từ từ. Ê mèo quên quá đi đào kho báu mèo ơi. Hả? Kho báu mà ông chủ shop ông nói với mình á, đâu rồi đi đào. Sao sáng vậy? Không biết con rồng nó chết nó sáng lắm. Trời ơi. Trời ơi, chá mắt quá. Trời ơi, chá quá. Trời ơi, sáng quá. Đi đào kho báo lại lên, ra coi chỗ này chơi quá. Đi đào lên, đào kim cương mẹ ơi, đào kim cương nhiều lên. Trời ơi trời. Ủa? Kim cương mẹ ơi lấy nhiều kim cương đi. Đâu có kim cương hả? Nè, kim cương trời nè. Ôi, cái kho báo mẹ ơi. Trời ơi, kho báo nè. Nè, lấy kho báo về chị Bình ơi. Không phải được đi luôn á. Lấy kho báo đi chị Bình. Trời quá, trời quá, con rồng nó chết, nó sáng trưng luôn. Sao kỳ vậy? Ôi, wow, chó lấy được rồi. Lấy kho báo đi về lẹ. Con rồng này nó chết nữa là cho mình mù luôn á. Thôi, thiền mình đâu có tiêu rồi mẹo. Ôi, thiền chịu hết rồi, còn đâu.
Ê, bảo vệ vậy, bảo vệ vậy. Em nằm dưới lòng nước kìa mấy bạn ơi. Thôi mấy bạn ơi, về lẹ đi kho báu. Bây giờ chị Bana lấy được rồi, cũng hồng vẻ. Nó chói quá là chói đi mấy bạn ơi. Giờ mình đi về, mình mở kho báu thôi. Tạm biệt cô rồng, cứ quắt ra mà chết. Trời ơi mèo, lấy được kho báu rồi kìa mèo ơi. Kho báu đâu? Ủa, không biết nữa, kho báu đâu. Ừ, hãy biết, chị Bana ơi, vô vô. Trời ơi, cái kho báu hả? Trời ơi, kho báu quá bự mọi người ơi. Kho báu này hình như to quá rồi nè. Rồi, tôi làm xuống cái đường này rồi. Rồi, sao? Cái đường này nó bự lắm á, nó đang sắp mở ra luôn nè. Trời ơi. Rồi, mấy bạn ơi, né ra cho mèo. Mèo lại đây mèo. Mèo lại đây nè. Đó, rương kho báu bự quá. Đây là rương kho báu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử khui kho báu nha. Khui ra. Ồ, kệ vô cái mặt mày luôn cũng sao. Rồi. Đây kho báu có cái gì đây? Wow, một cái cúp bằng sắt. Wow. Cái cúp sắt. Ừ, cúp sắt, cúp sắt. Đi mai đi. Ủa, cúp sắt nào đây? Đây là một cái cúp sắt. Cái cúp sắt thì còn bên đây là cúp gì? Không biết. Cúp gỗ hả? Đây là một cái cúp đá. Cúp cán sắt nhưng mà trên bằng đá. Wow. Nhưng mà đằng nào chúng ta cũng có cúp sắt rồi. Đây cúp này đẹp quá. Ủa cái gì vậy? Cái gì? Wow. Ôi. Là cái kiếm. Ồ, một cái kiếm sắt. Gỗ, trời ơi, gỗ bên này, kiếm gỗ mà sao thì... sao cái cán bằng sắt mà trên bằng gỗ. Lật lại bên này nè, nó đây mới là kiếm sắt nè. Cái này nó có thể là 2 trong 1 nữa. Coi. Cái này là cái gì sẽ ra cái cúp nè. À đây coi là cúp sắt nè. Đây cúp, còn đó là 2 trong 1. Còn này lật lên vậy là ra 2 trong 1 ra cái kiếm. Đó, thấy đã không? Cái này vừa BBB mà vừa đi mai được luôn á. Kiểu như bên này á, mình có thể vừa qua giường nhà tụi nó, đánh giường nhà tụi nó xong phải không? Cái mình lật lại, cái mình đạp đá giường nhà nó. Cái này cho mấy quên luôn. Rồi, cái gì, tao mê hết, có cái gì thiệt ha. Ừ, đúng rồi, phải chi được, vậy ha, thôi, lật qua lật lại ha. Này, đòi cái nón lên. Tại vì nó được. Nắp rương này cho chị Linda nè, chúng ta chơi đi. Ê, cứ kết cái này có cho tôi cái này đi nha. Ừ, cho mèo quá. Ê, mình chia đồ đi, chia con báo đi. Chia con báo đi, đây đây, tới cái con này là con gì nè. Đó, màu con Ripper con. Đó, đẹp không? Tuyệt vời hả mèo? Nó dễ thương không? Đó. Ủa, cái này nó xây được nè. Xây đầu được, xây đầu được. Thôi, tôi sợ nó nổ lắm. Tôi tạc xây đầu nữa nè. Hư Ripper của tôi đậu không? Hư Ripper. Chứ được không? Không, chân nhất không được, chân chân trứng lắm. Bây giờ để tôi coi có cái gì nữa nghe. Đây, cái gì Ripper nè. Mèo 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 coi nè. Đây là một hộp bút Ripper. Đó. Hộp bút này coi đẹp quá mọi người ơi. Bạn nào phải là fan Minecraft không, cái chữ này bị ngược mấy bạn ơi, nhưng mà không sao. Lật lại. Cũng vậy à. Cũng vậy à. Nè, cái hộp bút này là hộp bút hình con Ripper Minecraft nha bạn. Đây, hộp bút này thì mèo dùng để tặng fan cho mèo nha. Thì tặng fan của mèo và fan của mình sẽ gom để coi fan cái gì mình sẽ tặng fan cái đó ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khui quà nha. Đây tôi có cái gì đây? Cái hộp gì đây? Hình Minecraft thằng Steve đang dẫn con chó đi chơi. Nè, hộp thằng Steve dẫn con chó đi chơi, hộp này cực kỳ đẹp nữa bạn. Coi nè. Để khui thử cái hộp này. Để khui ra. Wow, tuyệt vời luôn. Mèo ơi coi nè. Cái này là nguyên một hộp dây chuyền luôn. Dây chuyền cái này cho tôi nè, cho tôi nè. Này cho tôi nè. Có kim cương nè mèo ơi. Đây. Có dây kim cương nè. Thôi. Bạn nữ Ripper đi nè. Bạn nữ Ripper sao đẹp bằng cái này mèo. Tôi có một cái con Ripper luôn nè. Đây, một con bóng lón luôn. Ripper nữ. Đây là có một cái cục kim cương nè, tuyệt vời luôn nè. Đang khoan. Đẹp lắm á mèo. Tôi mèo lấy này đeo ra đường đi chơi mèo ơi. Thích cái này quá à. Ê, có cái xúc, cái xẻng xúc đất nè. Ủa cái xẻng này dùng để xúc đất rồi nè ngang. Bạn nào mà chơi Minecraft á, cần cái này xúc. Thế này nè, cầm mấy cái này đi chích cát á, tập vô luôn á. Ừ, hình như là một bộ dụng cụ luôn á. Nè mọi người coi nè mọi người ơi. Coi nè. Chúng ta có một cây xẻng xúc đất, một cái kiếm kim cương, một cây cúp và một cái cây xẻng làm ruộng. Và một cái cây này kêu bằng gì? Cây rìu. Đúng rồi, cây rìu. Thì mấy bạn nào mà thích cái này thì hút chỉ ra chỗ kiếm. Kho báu giống hút hen, tại cuối clip hút chỉ cho. Đây, cái này để hút xài. Cái này là cái đọc cái cộng dây chuyền á. Ở này giống cái móc chìa khóa với lại cộng dây chuyền nè. Cộng dây chuyền với cái để tôi kêu khui ra thử coi đây. Nè. Tôi gắn cái mặt kim cương vô, tôi đeo thử nha mèo. Ủa có cái này, có cái móc nữa nè. Móc này nè. Ừ nè. Mèo ơi, để đưa ra tôi đeo thử cái mèo. Cho tôi dây kim cương đi. Cho sang. Lấy kim cương cho sang. Đây như thẻ bài vậy đó. Giờ để tôi đeo dây kim cương vô coi. Tôi đeo vô cho người ta biết nhà tôi có kim cương nha. Đưa cổ đây đeo cho. Đang bận cái đồ nhìn sang nè, đeo vô cái là vừa y luôn. Đeo vô họ luôn. Khó đeo lắm, không phải gỡ cái. Đây. Vô hả? Vô rồi. Đẹp quá vậy. Đẹp quá. Ủa đẹp quá mèo ơi. Rồi. Để bây giờ mình kiếm tới cái khác nha. Sau khi mình có
cái mặt dây chuyền xong rồi ha. Đó, để giờ tôi khui món quà khác cho mọi người xem nha. Mấy bạn là mà thích mình làm những cái video như thế này thì mấy bạn nhớ thả like cho mình nhiều nha, để mình có thể làm những cái video đi tìm kho báu của rồng như thế này nha. Bây giờ thì tôi có một cái ông. Đố mấy bạn biết đây là ông gì? Nếu mấy bạn biết thì mấy bạn nhớ comment nha. Đó, đây là ông gì? Đó. Ông gì đầu bự đứt teo vậy? Ông gì đầu bự đứt teo mà đầu à, ông xay cỏ được à. Nhép hết được luôn. Xay đầu thử, xay đầu thử. Nè. Giờ tôi xay cái này được nha. Và tôi còn xay được cái nón của ông nữa. Đó. Cái nón. Ủa? Đó. Gỡ nón ra, gỡ nón ra được. Gỡ nón ra hả? Cái đó gọi là phá hoại em mèo. Được á mèo ơi. Được. Ê cái nón này dẻo. Cái nón này dẻo lắm. Dẻo, gỡ được, gỡ được. Gỡ được nha. Cái đầu ông mà gỡ nón là nó ra về nè. Thôi nhưng mà đầu ông để cho ông đỡ cái nón đi có gì đâu. Vậy tôi ghẹo lắm. Đây, đây là ông gì thì mấy bạn nhớ comment cho Hút biết nha. Tới một cái con tiếp theo nha. Ủa ông đâu rồi? Đây là một cái con người tuyết mấy bạn ơi. Nè, người tuyết này á là chuyên nghiệp dùng để dí đánh creeper đúng không? Hình như con creeper. Đâu, con creeper sẽ có mèo. Đúng rồi, người tuyết này chỉ để đánh zombie với lại con nhện với skeleton thôi nha mấy bạn. Đó. Có quýnh con này không? Hình như không biết nên để hỏi chuyện của lộn. Cái lộn này, cái lộn, cái lộn. Thôi, để đến đó thì. Thôi, đến bờ, sợ lắm, đến bờ chú tể rồi. Còn cái gì nữa? Khoan, bây giờ tôi đố mấy bạn biết con này là con gì. Con gì mà rất là thanh thuộc, mỗi lần buổi tối tới là nó sẽ bắn cung vô nít này. Sẽ cắt. Đây chính là con skeleton. Đó, thấy không? Skeleton nè, xương xấu không mấy bạn thấy không? Đó, xương không nè. Trời ơi. Cái mặt dễ thương quá, xong rồi này nhìn cái mặt dễ thương quá. Không dám dễ thương con mèo gặp con này. Trong game mà tôi quýnh thấy bà nữa luôn. À, đứng yên, để đó, đứng yên đó. Nè, sẽ có một thứ ra thác đổ nữa nè. Đâu? Vậy nè. Wow. Trời ơi, thấy bà, người sắt chạy à, đây là người sắt da cam. Ê, thì con người sắt này cái tay nó chết được ha. Ừ, người sắt này nó làm dở quá nhưng mà cũng đẹp mấy bạn ơi. Dễ thương này để chân thôi, chân cho bà học á. Ê, nó ngồi được hả? Nè, không, làm gì ngồi được, ngồi không lấy vậy ba. À, cái này, nó ngồi được. Cái này là con người sắt. Mà sau khi có người sắt rồi mình cần phải có con gì ta? Con gì có thể làm được con người sắt? Con người. Đúng rồi, đó chính là con này. Steve. Đây là bà rồ, cái bà Steve. Bà rồ này có thể nhúc nhích được cái chân mà cái chân nhúc nhích ít lắm. Nó cái chân nó vậy thôi nhưng cái tay đặc biệt nghe cái tay giơ tay đấm bất kỳ thằng nào xong vô làng các bạn. Nhìn tao cái bé tao bé thì mắc cười quá. À. Mấy bạn mà thích con này thì đồng ý cho bà rồ một like đi. Ta bà... sẽ cho bà rồ một cái kiếm kim cương. Wow, bà rồ có kiếm kim cương rồi. Đậu hỏng ghê thiệt. Tất sắp tạo nhiều channel sẽ tặng cho. Này, xè game mua một chơi đi bà rồ có kiếm kim cương. A! À! À! Thấy bà rồ rồi, nó kiếm kim cương rồi. Rớt kiểu này thì skeleton quýnh chết. Rồi, không sao. Gắn vô kỹ rồi nó, không có rớt nữa rồi nè nó. Ta sẽ tặng cho bà rồ thêm một cái nón kim cương nữa. Khoan, trước khi có nón kim cương là mình phải đi mai chứ. Có kim kim cương là mình đi mai ra được viên kim cương nè. Không đi mai cái đã, từ từ. Bỏ thuốc, bỏ con nó thuốc. Nè nè nè. Đưa cho bà rồ cầm. Nè nè nè. Bà rồ cầm sao nữa cái này bà nội cầm vô là chết. Mèo đang đập cái biết gì không? Con Ripper chạy lại nổ. Ripper lại, Ripper lại. Chuyên nghiệp luôn. Đây là một câu chuyện thông thường nổ bùm. Đúng rồi đó. Xong rồi ra nhưng mà bà rồ dễ thương lắm nhưng mà bà rồ cần phải có đội nón kim cương lên mới mạnh mấy bạn ơi chứ bà rồ mà có nón kim cương lên là bà rồ ngáo luôn á. Nè mấy bạn thấy đặc biệt bà rồ này nó ngầu chỗ nào không? Chỗ nào? Nè, nó cầm kiếm kim cương được là nó ngầu cái thứ nhất phải không? Ừ. Đó. Đó thấy không? Nó ngầu cái thứ nhất nha. Còn mấy bạn biết á thằng nướp nó đội nón kim cương như thế nào không? Đố mấy bạn biết á, thằng nướp đội nón kim cương vậy nè. Đấy, nó nướp đội nón kim cương vậy nè, đậu phộng, thách ông nội nó cũng thấy đường đi mấy bạn ơi. Lúc nào nó cũng bận vô là nó hỏi thằng nào tắt đèn của tao vậy? Thằng nào tắt đèn của tao vậy? Hay tắt đèn trong Minecraft vậy? Hay là nó đội lên là nó sẽ nói: "Ủa, sao bữa nay trời tối sớm vậy? Trời tối sớm vậy nó cần phải nó uống cái bao nhiêu tại thuốc trong bóng tối." Nó uống thuốc nhìn trong bóng tối là đặc biệt là phải mở lại mày mới thấy đường, hiểu không nếp ngu. Hiểu không? Mày đội nón kim cương là mày phải đội giày nè chứ không ai đội như mày giày đâu. Hiểu không? Chứ không ai đội giày đâu. Vậy là nước. Đó vậy mới là pro nè, đó, đặc biệt chưa? Rồi cho quá đỉnh. Thêm cái nè. Cái gì? Gì đây? Ô! Một sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền, kim cương. Kiếm kim cương nha mấy bạn. Dây chuyền này được làm tại Nhật Bản nha. Nè tiếng Nhật không nè, nhưng mà ở dưới để chữ Made in China, nhưng mà kệ đi, cứ mình cứ coi như nó là làm tại Nhật Bản đi. Đây, đây là dây chuyền kim cương. Ở đây có tiếng Nhật quá trời luôn, Kimochi Iku. Đây. Đó. Đang đeo lên cổ này, làm kiếm chuyện háo là BBB nó luôn. Ừ. Cắt bớt bớt thì bạn đánh nha nè. Giờ bà làm chuyện đây. Giờ đưa bà rồ cầm kiếm kim cương đây. Cầm nè. Skeleton gom lên. Ok nè. Đó. Bà rồ sẽ cầm kiếm kim cương. Ui da. Rồi. Chị Banna thì cầm cúp không làm. Chị Banna cầm cúp không làm được quái gì đây đâu. Không biết chị Banna. Tại chị không biết đi mai căn bản là gì. Thôi không, chị không biết đi mai đâu nè. Ta sẽ kiếm những con nào nhìn cho nó thân thiện với môi trường nữa. Con nào? Đây có con Ripper thôi nè, thân thiện nhất. Vươn được không? Được. Ê, con Ripper có thể cởi được cái con skeleton mấy bạn ơi. Skeleton này, mày đi cẩn thận nha đó, skeleton Ripper. Ok. Ta sẽ chiến đấu với hai người. Mày gặp boss là con trai à. Đông. Ripper sẽ là bộ lộn. Đậu hỏng, golem thôi, skeleton chạy. Rớt xương, chết. Rồi hay quá mọi người. Bộ đồ chiến thắng.
bờ rồ chiến thắng rất là nhanh mà đặc biệt gặp con này hãy bắn bóng tiết vô mặt bờ rồ bập. Chưa lấy cái nón tiết của mày luôn rồi xong. Sau đó là cái con này đã giành được cái nón tiết rồi mọi người, cái nón kim cương rồi, người tiết đã giành được cái nón kim cương rồi. Không, con này đi ra cái con này giành được cái nón kim cương nữa. Chúng ta có thể có rất nhiều con đội giữa nón kim cương của thằng bà rồ. Đậu phộng con này chơi hai nón luôn hả? Tôi kêu này bằng trẻ trâu á mèo ơi. Rồi đây là nhân vật trẻ trâu trong ma chat nha, kẻ gặp cái gì cũng đội lên đầu. Ok, cô Lâm cái đầu này ấy đâu cái nón đặc biệt nha, thằng nào đội dừa hết á. Cô Lâm là người sắt mà đội nón kim cương nữa, trâu bò gấp đôi rồi ơi. Gặp con này bắn không bao giờ có sao luôn. Mày à mày chết rồi. Xong thì mình đã khui được như đó các phần thưởng của cái rương kho báu nha. Đó, đặc biệt là mình thích cái này. Bây giờ mấy bạn mà muốn biết cái chỗ nào mà tìm ra được những cái kho báu vui như thế này á thì mấy bạn đi theo Hút nha. Bắt đầu thôi nào. Yes. Ok, hello mọi người, đến với anh đây. Và nãy giờ mình đã giới thiệu cho mấy bạn quá trời mấy món mà đồ chơi mà mình tìm được của con rồng rồi đúng không mấy bạn? Đây chính là mình đã vô được cái shop này nè. Cái shop này là cái shop mà nãy giờ Hút lấy được quá trời đồ luôn mấy bạn ha. Đây, để Hút cho mấy bạn coi nha. Đây có tên là shopmc.vn nha mấy bạn. Đây là địa chỉ của shop và số điện thoại của shop này nha mọi người ơi. Ở trong shop này có bán nhiều thứ lắm mấy bạn ơi. Đấy, mình review cho mọi người xem nha. Đây có bán là ba lô chính hãng nè, nó nhìn nhắn vô ba lô này nó quá trời ba lô luôn các bạn ơi. Có bán ba lô ba của gì nữa nè. Cái này không liên quan tới MyChat nhưng mà mình không biết tại sao nó nằm ở đây luôn. Thì ở đây có bán hộp viết của mình hồi nãy nè. Đó, và ở đây có bán dây chuyền móc khóa Minecraft nè mọi người. Đó, mấy bạn thấy không? Quá trời luôn nè. Chẳng những vậy ha, nó còn bán cả đồng hồ nè, fidget spinner nè. Có bạn nào mà thích chơi fidget spinner giống Hút á thì mấy bạn vô đây coi nè, nghe nó bán quá trời fidget spinner luôn nha. Kiếm, cuốc, rìu kim cương MyChat nữa nè, nó quá trời đồ chơi mấy bạn ơi. Đó, thì nãy Hút có một cái cúp. Đây là cái cúp của Red Hút nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái cúp của Red Hút nè, Red Hút đi đào mai vẫn được nha. Thì ra đây cũng có bán cái cây cúp đó luôn đó mọi người ơi. Mọi người có thể kiếm mua được cái cúp này ở trong đó luôn á. Ở đây cũng có bán cả mô hình Lego Minecraft chính hãng nè. Đó mấy bạn thấy không? Quá trời đồ đó. Nó bán rất là nhiều đồ. Ở đây có bán bộ combo mô hình nè, như là những cái mô hình như thế này nè, nó mua một lần là mình đạt tới 7 con mô hình lận cao 12 cm nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy nó giống như con Ripper này nè. Đó, Ripper này rất là đẹp đúng không? Rất là dễ thương đúng không mọi người? Áo mũ Minecraft chính hãng. Ủa này có bán quần áo luôn hả ta? Không lẽ bán áo kim cương ta? Ôi, cái áo tròn Ripper nè. Nó áo Minecraft nè, áo phát Minecraft nè. Nó áo phát TNT rồi luôn nè. Đẹp thiệt mọi người ơi. Đây là thú nhồi bông Minecraft chính hãng đó nè. Ở đây có bán cúp kim cương nhồi bông nè ha. Kiếm bông diamond á. Ồ, kiếm bông diamond là cái kiếm kim cương bằng bông á mọi người ơi. Thì ở đây có bán những cái món mà ngoài lề Minecraft như là One Piece nè, những cái mô hình One Piece rất là đẹp, hoặc là Liên Minh Huyền Thoại nữa. Wow, đúng rất là đẹp đúng mấy bạn. Tuy rằng Hút không có chơi Liên Minh nên Hút không biết mấy con này là cái gì hết á, nhưng mà Hút thấy đẹp thôi. Đặc biệt là có bán máy chơi game đó nha mấy bạn ơi. Xbox One S luôn, đẹp thiệt mấy bạn ơi. Xe điều khiển, xe địa hình điều khiển nè. Wow, đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ thì mình sẽ trở ra đi nha. Mình trở ra vào đồng hồ Minecraft đi. Tại Hút mấy nay Hút thường thức dậy trễ nên Hút sẽ thử đặt mua cái đồng hồ nha mọi người. Thì đây là đồng hồ báo thức Ripper này mọi người ơi. Mọi người có thể nhấn vô mua ngay hoặc là gọi điện để được tư vấn nha. Đó, mình nhấn vô mua ngay nha mọi người. Tên là Red Hood gì đó, ví dụ mình muốn mua nha. Đó, ở đây mình sẽ đánh số điện thoại của mình là 011234 gì đó. Đó, ở đây là địa chỉ nhà của mọi người nha. Ở đây là tỉnh thành nè mọi người, ở tỉnh nào ví dụ như mình ở Bà Rịa Vũng Tàu đi, mình sẽ chọn là Bà Rịa Vũng Tàu nha. Quận huyện nè, huyện Côn Đảo đi, đặng ship cho nó xa mọi người ơi. Đó, thấy không? Nó giỡn thôi chứ mấy bạn ở huyện nào thì mấy bạn mới phải đánh đúng huyện đó đặng được ship đến đúng nhà nha mọi người. Một điều đặc biệt nha, nếu mấy bạn muốn mua món gì thì mấy bạn phải nhớ xin phép ba mẹ trước, hỏi ba mẹ trước xem ba mẹ có đồng ý cho mấy bạn mua món đó không. Hoặc là mấy bạn mà đặt mua về rồi mà mấy bạn chưa hỏi ba mẹ, mấy bạn sẽ bị ba mẹ mấy bạn cầm cái cúp mà mấy bạn mới mua á cào vô đít mấy bạn á, mấy bạn hiểu không? Nên mình phải cẩn thận, mình phải hỏi ba mẹ trước là ba mẹ ơi có muốn mua món này món kia đó. Đó, còn này là tiền của Hút nên Hút muốn mua bất cứ gì muốn Hút thích nha. Đó, đây là thông tin bổ sung nè. Em là Red Hút đẹp trai, em muốn mua cái gì đó. Đó, thì ở đây là đồng hồ báo thức Ripper nè, mình muốn mua phải không? Một là bạn hãy chuyển tài khoản ngân hàng nó hoặc là chuyển bằng thẻ Visa. Hai là mấy bạn hãy trả tiền mặt khi nhận được hàng rồi, nên mấy bạn khỏi lo mà mất hàng hay là hàng bị lâu nha bạn ơi. Thì đó là cách thức đặt hàng nha. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ đúng không, mọi người nhắn vô đặt hàng để hàng sẽ được giao đến tay mấy bạn trong thời gian sớm nhất có thể nha. Bây giờ thì Red Hood sẽ dùng cái cúp này đặng đi đào kim cương cùng với mèo đi mọi người ơi. Bây giờ bye bye mọi người nha. Shop MC chuyên bán đồ chơi Minecraft chính hãng, hãy truy cập để đặt hàng ngay website shopmc.vn, hotline 0981058326, 0904568069, Facebook Shop Minecraft Việt Nam, địa chỉ số 41 ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.